Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video. Gia Nguyễn lần đầu chia sẻ về chồng và các con của ca sĩ Kim Ngân và cuộc gặp gỡ. Như đã thông báo, Tiến Dũng Media đã phát trực tiếp trả lời của Gia Nguyễn và Khoa Nguyễn với khán thính giả. Hôm nay đồng hành bên Gia Nguyễn không phải là ông chú Ngô Kỵ mà là đàn em Khoa Nguyễn. Theo như Khoa Nguyễn nói, mình có mặt ngày hôm nay là để nói lên những gì công tâm nhất của câu chuyện Ngân Nga. Chủ kênh Tiến Dũng sở dĩ mà có Nguyên Khoa xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay vì lý do cách đây vài hôm, Nguyên Khoa là người gọi điện thoại trước vấn Gia Nguyễn và ông Ngô Kỵ. Và vì thấy Nguyên Khoa cũng có đồng quan điểm với Gia Nguyễn nên đã mời hai anh em lên đây giao lưu với khán giả. Đối với anh Gia, tuy rằng những chương trình lên trước chưa bắt đầu vào chương trình nhưng đã có biết bao nhiêu điều đàm tiếu và thiếu tế nhị. Và cảm ơn anh Gia đã quá can đảm dám lên đây để chia sẻ, và đồng thời Gia Nguyễn cũng sẽ cập nhật những thông tin về chị Kim Ngân với các khán giả quan tâm đến Kim Ngân, hỏi những ngày qua sinh hoạt của chị Kim Ngân ở nhà anh như thế nào. Gia Nguyễn, thật sự hôm nay em lên đây chia sẻ với những khán giả yêu mến chị Kim Ngân. Và Gia Nguyễn nói ẩn ý, và vài hôm trước em có gặp một nhà phong thủy tướng số. Ông thầy tự nhiên gặp em và nói em dạo này xui hay sao đó, mà dạo này sao thấy có gì đó nó không có tốt, có ma quỷ gì đó nó ám con đó. Thầy thấy một con quỷ và một đám đầu trâu mặt ngựa súc sanh gì đó đeo bám con hoài. Nhưng mà con đừng có lo, thời gian tới nó sẽ tốt lành hơn. Và Gia Nguyễn nói hôm nay mình sẽ trả lời một lần duy nhất về những người tung tin sai sự thật, tung tin đồn nhảm và những chuyện không nói có. Tình hình chị Ngân hiện tại theo như ông thầy phong thủy tướng số nói với em, con cứ làm tốt thì con sẽ nhận cái nhân tốt và không có chuyện xấu xảy ra đến con. Còn những ma quỷ bám theo con thì từ từ nó sẽ bị rụng, hủy diệt hết. Tiến Dũng hỏi Gia Nguyễn, em có tin vào tướng số đó không? Gia Nguyễn, em chỉ tin một phần nào đó thôi, chứ không có tin 100%. Và sau đó em nhìn lại quá trình Kim Ngân về nhà em ở, phải nói là có nhiều cái điều rất là tốt, điều lành xảy ra cho gia đình em. Thứ nhất, có một sư cô không biết ở đâu, và sư cô này đã giúp cho Kim Ngân cách đây 7 năm, và sư cô vẫn cho tiền Kim Ngân. Và có lần sư cô gặp Thiên Nga, Thiên Nga nói chỉ lấy tiền thôi, rồi cô đi lẹ lẹ lên đi. Cô cũng không vui lắm và cô cũng không muốn gặp. Và giống như Thiên Nga, nó muốn gặp Kim Ngân thì phải qua tôi có quyền quản lý Kim Ngân. Tình cờ sau này sư cô biết Kim Ngân về nhà em, và sư cô cũng tới nhà em, cũng có đi chơi với chị Ngân và có nhạc sĩ Anh Tài. Thứ nhì là em có nói chuyện với anh Bắc và mấy đứa con sẽ sắp xếp thời gian gặp. Và niềm vui sắp tới nữa là con trai của chị Kim Ngân, em đã nói chuyện với gia đình họ và hy vọng một ngày gần đây em sẽ báo cái tin là cho hai mẹ con gặp lại nhau. Và Khoa Nguyễn sang vào để chúc mừng cho Gia Nguyễn, nhưng đây chỉ là chia sẻ tin vui thôi, chứ không biết sẽ xảy ra vào lúc nào. Và trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Gia Nguyễn cũng trả lời thắc mắc trường hợp của ca sĩ Kim Ngân thực sự có bị bắt trước đó hay không. Gia Nguyễn đã khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật, vì từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, thời gian đó ca sĩ Kim Ngân đã ở nhà Gia Nguyễn, và ngày 28 tháng 6 nhạc sĩ Anh Tài có đến nhà mình. Do đó, người họ Lý cũng có thể là một nhân vật nào đó. Hỏi, hôm trước có một clip quay cho Kim Ngân đi hát và nhảy rất vui, vui nhưng sao lại có dòng chữ donation là sao? Cái thùng này có phải để cho cô Kim Ngân hay không? Gia Nguyễn, chỗ này là chỗ sinh hoạt cộng đồng, hàng đêm có tổ chức buổi hát cho nhau nghe, và Gia Nguyễn đưa chị Kim Ngân đến đó để cho chị hòa nhập như thế nào, và chị Kim Ngân tự động xin lên hát thôi. Và cái thùng quyên góp đó, nếu có hay không có Kim Ngân thì cái thùng donation vẫn nằm ở chỗ đó. Cái đó không phải cho Kim Ngân mà dành cho ban tổ chức. Đây là những lời chia sẻ của Gia Nguyễn trong buổi phỏng vấn, có thể cho quý khán giả biết được một phần nào câu chuyện những ngày qua. Và qua những gì anh Gia Nguyễn đã nói trong câu chuyện ngày hôm nay, chồng cũ Tiến Bắc và hai người con Kim Ngân cũng rất ủng hộ việc mẹ mình về nhà của Gia Nguyễn. Trong câu chuyện phức tạp này, nay mong rằng quý khán giả hãy vẫn luôn cầu nguyện cho ca sĩ Kim Ngân, vì cuộc đời của cô quá bất hạnh, do đó mong rằng cũng nên chúc phúc cho cô ấy sớm nhận lại gia đình của mình. Và cái công lao đầu tiên của Thiên Nga đưa đàn chị của mình từ khu máy giặt đến bây giờ là không thể phủ nhận. Nhưng trong cuộc sống này, hãy cho đi và mình sẽ nhận được tất cả. Mong rằng Thiên Nga vẫn luôn tự tin và bước tiếp con đường mình đã chọn.